Còn cái chỗ mà tu á, cái chỗ tu này, đây là tôi nói có thể nhìn thẳng một số tăng ni tu thiền cũng như một ít Phật tử tu thiền, người ta hay phê bình, nói mấy người tu thiền hay ngạo mạn, không biết có đúng không. Có không? Thấy hình như cũng có. Có một ít người nói tu thiền cái là tưởng như mình thánh mất rồi, rồi hay khinh những cái người khác, hoặc là có vẻ tự cao. Cái đó là một cái sai lầm, mà cái sai lầm đó hình như cái thời của tổ Uvākūṭa, đồ đệ ngài đã có cái bệnh đó. Thì bây giờ quý vị thấy có nhiều người tu thiền sơ sơ rồi thấy tượng Phật cũng không lại, rồi thấy những gì đi tu hành trước mình cũng không kính dân chân. Cái đó là cái tâm ngạo mạn, do không hiểu được cái gốc, cái cội nguồn đạo đức chân chính. Cho nên ở đây tổ mới nói cái bài kệ để mà vỡ cái ngạo mạn. Đây tôi dịch cái bài kệ: thông suốt không kia đây, chí thánh không hay dở, người trừ tâm khinh mạng chống được A-la-hán. Nếu người nào mà thông suốt rồi á, thì người đó không còn chấp kia đây, tức là mình người, kẻ này người nọ, tức là không còn chấp bỉ thử đó. Chí thánh không hay dở, cái bậc chí thánh không có phê bình cái hay cái dở của kẻ khác. Còn người chí phàm chí phàm thì sao? Thì hay phê bình lắm, phải không? Tại sao tôi nói chí phàm? Phàm mà đỡ đỡ thì ít phê bình, mà phàm tột này thì hay phê bình người ta lắm. Nghĩa là ngồi lại thì nói người này dày, người kia kia. Chính tôi nhiều khi tôi cũng hay than, ở trong đạo cũng có cái bệnh đó, hay chê người này, hay khinh người kia. Nếu người đó dở mình chê thì đã đành đi. Nhiều khi không phải dở hơn mình mà mình cũng cứ chê. Có khi giỏi hơn mình lại chê nữa chứ. Đó là cái bệnh. Bởi vậy cho nên cái tâm mà chê khen hay dở đó là cái tâm khinh mạng. Mà đã có tâm khinh mạng thì người đó là phàm hay là thánh? Mà cái tâm khinh mạng nặng trầm trọng thì phàm cỡ nào? Thì tôi dùng chữ là chí phàm. Chí phàm, cái kia là chí thánh, còn cái này là chí phàm, cái phàm tột đó. Bởi vậy nên tôi thường hay nói, tôi nói đối với người tu thì đương nhiên chính ở chỗ này có một số Phật tử cũng hoang mang. Bây giờ đối với người tu, người xuất gia thì Phật tử phải nhìn như thế nào cho đúng? Nếu người đó hay, người kia dở thì mình phải làm sao? Phải khen người hay, phải chê người dở chứ sao? Phải không? Như vậy thì khen người hay, chê người dở, thì ở đây nói thấy hay dở đó thì đó là chưa phải chí thánh. Thì giờ làm sao cho trúng đây? Hay là hay dở mặt người ta? Mà nó khổ là Phật tử thì chư tăng gặp thì phải xá, phải kính. Mà bây giờ ông thầy nó dở quá, mình mới tính sao đây? Xá kính thì nó cũng hơi tự ái mình chút, còn không xá kính thì trái đạo lý. Quý vị nghĩ sao? Cái đó là cái rất khó xử. Nhưng mà tôi thường hay nói thế này: người tu á thì thật ra ai cũng muốn hay chứ không ai muốn dở. Nhưng mà họ có lỡ dở rồi á thì thôi, cái dở để phần cho họ, mình cứ giữ cái hay của mình đi, chứ mình đừng can thiệp cái dở của người ta. Là can thiệp cái dở của người ta rồi em mình dở theo nữa. Đó là tôi nói người tu với người tu. Còn người tu với cư sĩ
thì phải có hai cái lối nhìn. Lối nhìn thứ nhất á, là phải biết chánh tà, phải không? Nếu người đó cùng xuất gia, cùng là cái người ở trong Phật pháp, thì mình phải biết cái người đó đang tu theo chánh pháp hay là tu theo tà pháp. Phải hiểu như vậy thì mình mới khỏi lầm, phải không? Thì hiểu chánh hiểu tà đó có lỗi không? Không có lỗi. Thấy người đó tu theo Phật mà không đúng chánh pháp của Phật thì đó mình biết là không phải chánh. Còn người tu theo Phật mà đúng chánh pháp của Phật thì đó mình biết là chánh. Thì cái không phải chánh thì gọi là tà, còn cái chánh mình gọi đó là chánh. Thì cái chánh mình theo, cái tà mình không theo. Thì như vậy đó là tốt. Còn ở trong cái số người chánh đó, mà người chánh đó, mà chánh cao, người chánh hơi trung trung, người chánh hơi thấp, thì mình sao? Miễn chánh thì tốt rồi, cao, trung hay là thấp thì cũng được, phải không? Tùy khả năng. Chứ rồi mình cứ nghĩ người nào tu chánh thì cũng phải cao như nhau thì không được. Bởi vì cái trình độ, cái phước duyên của mỗi người nó có sai biệt, nó không giống nhau được, cho nên không thể nào như nhau đó. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ chê thầy này cao, thầy kia thấp, này kia, cùng là đi trong chánh pháp mà chê người này hay, chê người kia dở, chê người này hay, khen người này hay, chê người kia dở đó, thì đó là cái tâm gì? Cái tâm hay không hay, hay khen chê hay dở đó, thì cái tâm đó không tốt. Tâm đó là tâm dễ sanh nó khinh mạng. Do đó cho nên quý vị phải tập hiểu rằng tất cả cái đó chúng ta không nên khen chê. Vì quý thầy có thầy thì phước duyên nhiều tiếng mau, có thầy phước duyên ít tiếng chậm, thì tùy theo cái sự tiến của quý thầy. Mình không khen chê làm gì, thì cái đó là cái bổn phận của quý thầy. Mình cứ thấy chỗ nào đúng chánh pháp thì mình theo mình tu thì được rồi. Thì như vậy đó, nó là hợp lý. Như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa để quý Phật tử khỏi thắc mắc. Nếu mình là Phật tử thì đối với chư Tăng, chư Ni, mình phải có cái con mắt nhìn đâu là đúng chánh pháp, đâu là sai chánh pháp, phải không? Con mắt nhìn đó là con mắt căn bản. Rồi cái chánh thì mình theo, cái không chánh thì mình đừng theo. Còn cái thứ hai là trong số người tu chánh nhưng mà có kẻ cao người thấp thì thôi, cái đó sức của quý thầy, mình cũng đừng có khen chê chi để cho mắc phải cái lỗi khinh mạng đó. Đó là cái chỗ tôi cần nhắc nhở cho quý vị hiểu rõ, đừng có lầm lẫn. Thì hiểu được vậy rồi thì sự tu của mình nó mới không có trễ, không có bị lui sụp. Còn nếu không hiểu vậy thì dễ bị lui sụp lắm. Đó là một cái vị tổ mà tôi thấy có những cái đặc điểm để cho tất cả chúng ta học theo. Đặc điểm thứ nhất là các ngài không tự cao về thần thông. Đặc điểm thứ hai là khi truyền pháp thì không có một pháp thực để truyền, mà chính là mỗi người tự ngộ. Đặc điểm thứ ba là biết rõ cái tâm khinh mạng là cái gốc của sinh tử, cho nên khuyên dạy những người tu cái chánh định cao cả hơn hết là không sanh diệt và trụ trong đại từ, tâm cung kính nhau. Đó là cái trọng tâm của người tu phải đạt được.